Hello Hello đại gia đình, chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh mình Trí Bảo nha. Thì cả nhà mình ơi, sáng hôm nay bây giờ hiện tại là 5 giờ sáng thì Bảo cũng như ba mẹ và cô Oanh sẽ có một chuyến đi Bến Tre cả nhà. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một chuyến đi phát nước cho bà con ở Mỏ Cày nha cả nhà. Thì đi Bảo cũng có Phật. mơ thêm vô Phật đâu Phật, trên mình đi phát nước từ thiện nha con. Thì thật sự là bữa giờ Bảo cũng có liên hệ được một cái chị ở dưới đây, là cũng là một cái người làm thiện nguyện, thì nên là Bảo thấy chị có một cái cách phát nước thì Bảo cũng muốn kết hợp luôn. Thì chuyến này Bảo sẽ phát khoảng cho 50 100 người đó, tổng cộng là khoảng 100, hơn 100 người để nhận nước đó. Thì mình bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình xuất phát, thì để khi nào xuất phát xong thì như thế nào đó Bảo sẽ quay tiếp cho cả nhà coi. Mời cả nhà coi cái hành trình ngày hôm nay của mình nha. Hôm nay do là buổi giờ tình hình dịch nó căng thẳng quá cả nhà, mình cũng không dám đi, nên là hôm nay cũng có hẹn được và cũng thôi đánh liều đi. Giờ mình trang bị cho gia đình người cái khẩu trang cho nó chắc ăn, rồi lát nữa gặp lại gia đình nha. Xin chào các bạn. Thì hiện tại Bảo đang có mặt tại xã Hòa Lộc của huyện Mỏ Cày hay gì hả? Huyện Mỏ Cày. Huyện Mỏ Cày của tỉnh Bến huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thì ở bên đây đứng bên cạnh Bảo là chị Thủy, là chủ nhân của ngôi nhà này, cũng như là cũng như là với Bảo cùng chung tay hai chị em hôm nay sẽ phát 100 người và là khoảng 400 thùng nước cả nhà. Thì nước ở đây cả nhà cũng thấy nè. Đây là nước đóng chai là loại 224 chai một một lốc, thì một người sẽ mình sẽ cho 4 lốc hả chị, 4 lốc đó. Thì ở đây là Bảo có kết hợp với chị Thủy, là nhờ chị Thủy là phát phiếu để mà những cái hộ hộ nghèo, cận nghèo đó, thì để mà một lát mình phát. Thì một lát mình hẹn là 9 giờ mà bây giờ là 10 phút nữa là 9 giờ, thì cũng có được vài cô chú đến để nhận, nhưng mà mình đợi cho một lát nữa cho nó đông hả chị ha, rồi mình làm một lần cho nó khỏe, nó tiện luôn và nó tiện luôn chứ không có lắc nhắc hay chị Thủy. Đó chị Thủy thì đây là biết chị Thủy là qua bên một người cô là ở bên Canada đó. Thì cũng giới thiệu là chị Thủy cũng có một cái kênh YouTube là Thủy Hương Dừa đó, cũng chuyên làm về thiện nguyện hả, khu vực khó khăn là ở xã mình, ở huyện mình thì đến đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là Thủy làm kênh này thì giúp cho bà con nghèo cũng khó khăn rồi đó, Dạ như được cái phần nào bà con rất là mừng luôn. đó, thì đó nhờ như vậy thì Bảo mới biết chị, hai chị em mình kết hợp. Rồi sáng hôm nay gia đình mình đi sớm xuống 5 giờ sáng xuống đây, rồi ăn sáng rồi vào chỗ chị Thủy, thì cũng rất là xa, từ ở ngoài đầu đường mà vô đây cũng khoảng gấp 3 cây số ạ. Theo tính là tí ủa Bảo từ quê Bảo mà xuống nhà Thủy là bao nhiêu cây số? Em từ Sài Gòn xuống nên em cũng không biết nữa, nhưng mà ý mình nói từ đầu đường mình đây nè, đi vô tới đây cũng 3 4 cây à. Đúng rồi, từ ngoài lộ ngã ba chính sản thì vô Thủy thì cũng cỡ 3 cây số các bạn. Đó đây là một bạn quay anh này, anh đang vận chuyển từ ở ngoài tại vì hôm ở qua ngoài vô. thì Thủy có kêu là 300 lít nước công ty ra không đủ 500 mà cũng như là giao mới 300 mà bữa nay là giao 200 nữa, là tổng 500. Tới 500 đó. Nói chung là Thủy có kêu là 400 lốc nước, là Mạnh Thường Quân như là Bảo đây là 200 với mình 200, với Thủy kêu 100 đó là do cho mấy anh phát cùng đó, mình cho trong nhà vậy đó, rồi dạng như giúp phụ giúp mình đó. Đó qua cô chú đến rồi nè, đó chào đi bộ về rồi sao xách nổi 4 lốc đây ta. À, chỉ cần lần về hả? Vô vận chuyển nước vô đây cũng cực lắm cả nhà ơi. Đây á, nói chung là quê á, đang cần nước, tỷ cho một lốc nước người ta cũng gần gấp mà mừng rồi. Đúng cô. Rồi. Dạ. Quý lắm luôn á. Dạ. Cô ở gần đây không? Ở ngoài cầu Lộc Lá ngoài đó. Dạ. Cũng hơi xa xa rồi đó. Chỗ cô cũng mặn dữ hả? Mặn đi chung đây nè, chung luôn hả? Sớm rồi đó. Dạ. Tại nhiều đi nghe cho mừng cũng chết thân má đi chở về. Nói chung tụi con thì cũng ít lòng nhiều, cũng gom góp cũng rất là nhiều người chung tay vào cái việc này chứ không có riêng gì tụi con. Tụi con thì dạng như là đứng đại diện thôi.
đại diện ra rồi để mà mình dành cái phần nước đến cho bà con mình thôi. Dạ, rất là nhiều cô chú ở nước ngoài, ở trong nước, anh rất là nhiều người chung tay. Đó, một cái phong lốc nước này như thế này nè cả nhà. Đây là sẵn ở đây là 300 rồi, đang chuyển vô phải 200 nữa. Tính một cho một hộ vậy á là mình là được 10 xem xuống con xuống. Một lốc là nó được 12 lít. À 12 lít. À, một lốc 12 lít. Dạ. Một hộ là 4 lít là khoảng 50 lít nước. 4 lốc cho mỗi hộ 4 lốc. Trên trên tét không? Em xuống thôi. Dẫn em xuống anh. Ở đây là nhà của chỗ khu vực nhà của chị Thủy anh Hiền rồi cả nhà. Mình cũng biết thông qua chị thì cũng muốn chung tay với chị. Thì chị ở dân địa phương ở đây, chị phát tâm chỉ làm mà mình cũng ủng hộ rồi, dạng như là mình cũng phụ chung tay. Đó. Lùa qua bên góc bên kia. Có quả chồng lên nữa, cho được bà đứng đây nha, để con đưa bà nha. Để con không lộn. Đây góc này đi. Rồi, ốp, rồi phần cậu. Là 4 lốc của bà này. Hai đứa. Hai bà cháu. Rồi, hai bà cháu thiếu 8 lốc. Rồi sao để đây nha. Đây. Đây một phiếu. Rồi đây hai phiếu rồi không? Rồi đây hai phiếu nè. Đó là hai phiếu đó. Bước con này để bà đi ra ngoài chỗ để. Chờ gì bước qua đây giùm mình. Mình cứ để góc nào đó đi rồi mình lấy. Góc rồi chứ đây gì bước đây là gì bước đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Lắp nữa. Ba ba từ. Cái này là của gì? Cái này là của anh kia. Hai phiếu của gì của ông ra đợi con chút. Là con cho riêng cho mình. Là không có rồi. Hai phiếu là chờ nè. Nặng. Ba ba lấy rinh hết xuống trước đi, hãy tiếp tục chứ để hơi lộn. Phần của ai để đâu rồi nhớ thấy gì đâu mà. Lại Hương. Rồi. Cắm cắm. Rồi, đây là 4 nè. Rồi, đây là 4 nè. Rồi, của cô. Đó này của ai bảo? Cái này của rồi con gái nha. Dạ 4 lốc của anh này nè. Của anh này đó, 4 lốc này. Rồi của anh này. Phải qua hả bà, để con lấy cái này trước ra trước đi, còn có chỗ đưa cho bà. Dạ ok. Là bà đứng đây, đứng đây đi. Là bảo của bà đó, là bảo. Dạ được. Cô mất cái con cho thằng con này của chú Quang Sơn. Rồi sao hả vậy? Có đi là chút. Cái này vàng vàng hả? Cái này của ai? Vậy là đây không? Cái này của ai? Của chị đợi chút, này hay của mình. Này chưa đâu, biết có ai chưa? Phải không? Khoan hãy để giải quyết xong cái này cái bảo. Để ừ. Lát lộn. Rồi có ai đưa phiếu rồi mà chưa có nước không? Khoan khoan xong hết rồi đó. Bây giờ cô Oanh chưa nhận của ai hết. Là cái phần này của ai ạ? Giờ chị làm ơn chị đưa qua góc đó giùm em. Đâu có đủ rồi, đó hai người đó tám nó thôi. Của ai nó, của ai? Của cái anh này nè. Anh đã hả? Thôi ba để con giải quyết xong này cái gì? Rồi 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 rồi, vậy để quan góc bên anh 4 đi. Để rồi nhận tờ xíu đi để lắp công lộn á. Cái áo vàng nè. Bước ra xin. Xin được con. Có áo vàng nè. Đó, là đủ, có áo vàng nè. Đã tới chuyện gì đó xong thì đứng đây cho con nha. Đây, của chị đó. Rồi, ở vậy 4 lốc nè. Rồi là của gì? Xong. Rồi tới gì áo tím? Bỏ quần hai lớp này xuống cho con. Áo tím đây. Một lớp nữa. Rồi áo tím xong. Của chị áo tím phải không? Không đây đây nè, của áo tím nè, thấy rồi của gì nè. Mấy lớp rồi? Ba lớp. Đúng rồi, của áo tím đó, đúng á. Còn này của chị này. Rồi áo tím đủ rồi ha.
Rồi, đây. Áo vàng. Áo vàng đây. Rồi. Rồi, của cô áo xanh này trước đi, bốc hai áo xanh trước đi. Áo xanh, áo xanh này nè. Rồi áo đen, áo đây luôn. Áo xanh này có gì này nè. Đủ chưa con? Để, đứng. Rồi. Đó. Rồi. Rồi có áo xanh. Xanh với đen. Bà xin chào. Xanh với đen, bông với đen. Chết chà. Này nó nặng chứ nặng. Rồi đây. Rồi, áo đen. Lóc nữa bảo áo đen lóc nữa bảo. Rồi bốn lóc. Rồi con đi hai lóc. Chú còn kê. Rồi con đứng đây nha. Đứng đây nha. Rồi không chịu. Một. Hai. Bốn lóc. Chắc này là bảo. Rồi, của em gái nè. Rồi, của cô đứng đây nè cô. Nè con. Khi con thì cái gì đó? Rồi, còn cô đen. Cũng nhỏ này nó ginh rồi hay lắm rồi. Hai lóc rồi chứ còn hai lóc của người ta. Đây của tiểu đen mới đúng nè. Đúng rồi đó. Tiểu đen 4 lóc đây. Rồi đúng rồi đó. Rồi. Tiểu xanh phải không? Dạ, xanh đen. Không đừng để gì lộn, còn hai cái này là của cái một chủ kia đâu rồi. Đi ra ngoài. Chết chắc bây giờ mới chị. Còn hai lóc, còn hai lóc. Rồi, của chị nè, chắc bốn lóc luôn, chắc luôn. Không có đó rồi. Chị. Rồi. Rồi xong, xong một đợt rồi phải không? Dạ đợt đã xong rồi đó. Đây cái này của em nào đây? Đây cũng em con. Còn cái này của chưa có ai lấy này chắc đây dùm con. Rồi cái này của người nào rinh ra hai thùng rồi còn hai thùng nè. Để. Cái này chưa nè, chồng luôn đi, bốn luôn cho dễ. Còn cái này có người lấy hai, còn để hai nè. Rồi, chú lấy luôn ngay, cột này luôn ngay chú. Con bốn thùng này chú. Bớt, chú gửi cái này chạy gì chú. Chú để góc nào đi, đào lại đi chú. Bốn thùng chú. Bốn này của ai nè, để đi nha. Rồi đó, đó chú lấy đâu, chú để góc nào, cái mình để đừng có mua lộn á. Để đại không đó cũng được, mà để đây cũng được. Được rồi. Cái này của người ta mới rinh phải vậy? Thắng không? Này của người ta nè, này của này chưa có ai nè. Là bốn lóc chưa ai lấy. Dạ rồi. Là đúng rồi phải không? Rồi lấy đi. Đây đậu có phiếu không vậy? Rồi nhận luôn. Đây phiếu đây. Dạ. Đây, bốn lóc. Chắc người nè, dễ nè. Chắc bốn lóc lên luôn một lúc á. Để một chỗ thôi, đừng thấy gì đúng. Để đâu đây đi ha. Đi theo chú. Để đây đi ha. Bốn lóc rồi, một người chưa lấy. Có đó, có người lấy rồi. Chú ơi, chú lấy giùm bốn lóc rồi chú. Bốn lóc đây nè chú. Ở ngoài lấy cho dễ. Rồi. Cái này đi. Cái này mình ra ngoài cho dễ. Rồi. Thiếu rồi.
Bảo mình để trước vậy đó là con canh giờ á. Dạ đúng rồi. Nó rất là hay á. Chứ còn bây giờ mình nhiều khi hẹn giờ mình cũng không biết, mà tại vì anh thì ở đây anh quen anh biết. Rồi anh đi anh có thời gian, còn em như trên đó là em đâu có thời gian mà đi phát phiếu. Đó dạ. Của Bảo là chừng nào mới phát? Em là tính thứ hai. Tại vì hôm nay bắt đầu từ hôm nay tới thứ hai mới có đủ nước. Mới đủ 400 phần. Đây là hai người 8 lóc á. Người 4 lóc. Dạ. Quê em luôn, quê mẹ. Quê gì mới mẹ, quê ngoại á. Dạ, ngoại. Lấy mấy phiếu rồi. Cũng nhờ ông cậu. Bên đó là cũng nhờ ông cậu. Nhờ ông cậu để ông cậu đi gọi mấy người cũng nghèo hoặc cận nghèo rồi đó. 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 Bạn đưa chưa? Ba từ từ nha. Dạ ok. Rồi bây giờ đưa bố 8 lóc cho cái chị này nè. Hai phiếu. Rồi bỏ xe lùa luôn á. Bỏ xe lùa luôn, bỏ xe lùa luôn. Đó cho nó con ta bảo. Ủa con ta hả? Phần nữa. Để cái 2 phiếu không được 8 lóc đâu. Dạ được 7 lóc anh thì. Đi dỗi rồi qua để 6 lóc rồi. Không, đêm lắp để đây nữa đi. Trở về luôn. Quan trọng cách chất mà. Thử coi. Rồi. Phá kỷ lục sao? Trời ơi, đứng không cao hơn nước nước rồi không đẩy nổi rồi. Hai người đẩy thì. Không người đẩy người nhịn. Dạ con cảm ơn. Rồi không có gì. Qua nè. Em phải để bên hông này nè. Đi hai lần đi. Có cái chị chứ đưa hai phiếu mà chỉ lấy có người con lóc chỉ chạy thì chỉ vậy thôi. Đây. Đó, để đây nè, để đây chắc đất nè. Đó, nó vững vàng. Đó, đẩy đi. Đây, đó, ba không có nổi đâu ba. Rồi, một cái vèo cái hết sạch liền ha. Lẹ. Có vèo cái... À, cũng còn tăng nữa. Nãy xào rồi, chở chiếc xào rồi. Dạ. Gì mà. Cảm ơn nghe. Nói chung thì
bà con nói chung là ở tỉnh Tre mình nói chung là chúng có về hết gì nước gì nhiều lắm. Đi đợt này chúng ta giúp bạn á, giúp đỡ bây giờ nước thì phát xong rồi thì chị Thủy với gia đình của nhà ấy làm một cái buổi cơm để gia đình ăn uống thân mật cho vui. Đó. Đây nè. Có cháo hến hả? Cháo hến với lại ít ít xào sa tế. Đó. Cũng dùng ly rượu với gia đình chị Thủy luôn. Mình cũng xin mời gia đình của kênh Quỳnh Chí Bảo ủng hộ cho Hương Dừa bánh tre nha. Hương Dừa hả? Thủy Hương Dừa. Dễ thương rất dễ thương mọi người ơi. Hôm nay mình xuống phát quà xong xuôi thì bên nhà của Thủy có để mấy món ăn thấy hấp dẫn quá. Đây là ông già chồng của Thủy hả? Dạ. Ok. Già chồng là anh ba của con, anh ruột. Anh ruột phải anh ba phải không? Rồi ok, mình trước là sau em ha. Dạ, không cái biết món thôi. Cháo hến này cả nhà, cái món này là cái món là mình yêu thích luôn. Để con làm cho cô bánh kè luôn. Rồi ok. Rồi thôi bây giờ xin mời mọi người ha. Thôi bây giờ hôm nay mình trước là sau em ha. Rồi, gặp nhau thì như thế này thì cũng vui rồi ha. Rồi mình cũng mình chủ yếu là mình làm từ mình làm cuối xong à ha. Dạ, dạ. Thôi bây giờ anh em mình lần tiên gặp nhau, anh em mình uống nhau một chút thì đây. Cũng làm một cái việc xã hội. Thôi đại gia đình mình ơi, coi như là cái buổi phát nước ngày hôm nay đã hoàn tất rồi cả nhà. Thì bây giờ gia đình mình sẽ đi về nhà ông cậu để sẽ ngày thứ khoảng 2-3 ngày nữa đó thì sẽ tập hợp nước, tại vì một lượng nước nhiều như vậy nó không có đủ đó, thì mình sẽ phát thêm một điểm ngay nhà cậu mình nữa là xong cái khoản tiền mà của mình kêu gọi. Thì ở đây mình cũng muốn nói luôn với cả nhà là phần nước một thùng 24 chai như vậy là mình mua là giá 22.000 một thùng 24 chai, tức là mà hôm nay có phát 100 phần ở đây thì 200 thùng ở đây á là hết là 4.4 triệu đó, 4.4 triệu là 200 thùng phần của mình. Rồi bắt đầu mình về tới xã mình sẽ phát thêm 400 thùng nữa, mình đã đặt rồi. Thì từ ngày thứ chủ nhật thứ hai thứ ba người ta sẽ chuyển đủ, tại vì nước thật sự là ở đây là rất là hiếm, rất là quý hiếm. Rồi thì mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà như vậy, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức với Bảo trong cái phát nước ngày hôm nay, cái dịch vừa rồi, cũng như là sẽ hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo khi chuyến xa Bảo sẽ về tiếp để mà quay cho cả nhà mình coi nha. Tạm biệt cả nhà. Xin chào mọi người, con bye bye đây con. Chào mọi người đi, con chào cô chú. Chào mọi người. Nào cô uống của con, cô uống không? Chú ơi uống ngon. Nam mô Di Đà Phật. Lấy kẹo ra nói ông bà cô chú mới nghe. Chúc cô chú ngủ ngon, Nam mô Di Đà Phật.